Ok và hello xin chào tất cả anh em, chào tất cả anh em trở lại với channel của mình ở DB đây. Chúc tất cả anh em một ngày vui vẻ. Và video được 500 like thì mình lại có động lực làm nhiều video hay hơn nữa. Nick.vn là hệ thống bán tất cả link game online tự động lớn nhất Việt Nam. Mới đây Nick.vn cập nhật thêm một danh mục hệ thống dịch vụ tất cả game online như là Ngọc Rồng, Làng Lá, Hải Tặc Tí Hon, Hiệp Sĩ Online và rất nhiều game khác nữa. Đặc biệt web có thể mua vàng Ngọc Rồng với giá 1.000 Việt Nam đồng. Tất cả đều tự động 100%. Mua vàng mua ngọc, truy cập ngay nick.vn. Ok, hôm nay mình sẽ thực hiện một cái thử thách, đó là chơi Warp VIP bật S1 bật S1 chạy chậm BDK. Thì cũng khá là hay, mình thấy thử thách này cũng khá là hay nên ra là mình sẽ thực hiện. Còn những thử thách của anh em đặt yêu cầu ra thì mình chắc chắn là mình sẽ tham khảo sau. Còn mình xem có mình làm được không thì mình sẽ làm. Thì anh em đừng thắc mắc tại sao là nhiều người đặt thử thách mà chỉ nhận một người. Ok anh em. Được rồi, thì để bắt đầu thử thách này thì mình phải chuẩn bị đồ đã. Được rồi, thì ở đây mình đã có đồ hết đâu rồi. Thì mình chỉ cần việc tháo cái giáp luyện tập ra đi, cho nó khỏe khỏe một tí và hợp thể lại. Đó, hợp thể lại thì mình được khoảng rơi vào khoảng 3 triệu 5 HP. Khá là tuyệt vời. Vì đồ mình là đồ 6 sao nha em. 2 set 6 sao HP nha em. Được rồi, thì bây giờ mình sẽ ra làng Kakarot và bật S1 lên. Đây, S1 Warp VIP nha anh em. Cảm giác chạy rất chậm luôn. Bây giờ mình phải bật cờ lên và đi BK. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện vào thử thách nhá. Bây giờ mình sẽ bật cờ này. Mà bật cờ chắc bật cờ đen thôi anh em ạ. Chạy chậm này, có quyền được bay nha anh em. Đấy, có thằng đầu tiên rồi này.
Ma điện tử ma. Mày thích chơi cậu ấy á? Nào, hai sư phụ mình đấm. Anh em bạn mình phải sử dụng điện tử ra để đánh cái hư. Mình nghĩ mình không ổn rồi. Anh kia này khá trâu anh ạ. Này thì trâu này, ừ. Khiên à? Hai mình cũng phải khiên thôi anh em ạ. Mình không khiên thì mình sẽ chết. Vãi, trâu vãi. Xịt rồi. Má, không sao. Hết khiên chưa? Chói à? Lại nồi, đi tử không đánh. Vãi rồi, thằng trái đất nó lại làm gì kia? Má, thằng trái đất nó làm trò gì đấy? Em không biết tại sao luôn. Rồi, đệ tử mình đánh. Ok. Mày quá đệ tử chưa chết. Mày. Mày chơi trò gì mất dạy đấy? Mày chơi trò gì mất dạy đấy? Rồi, mình cùng một tí HP thôi anh em ạ. Rồi chúng nó bắt đầu hợp sức để nó đánh mình rồi. 400k. Chắc chú định làm gì anh? Mình phải gắn lại phím ấy. Chết thì mẹo nào được mà chết. Mấy con dời này. Ăn cái này vào bên mới sướng anh ạ. Ok anh em, mình không đánh được thì mình cho đệ tử đánh anh em ạ. Má thì là mình chạy chậm quá, mình không thể làm gì của nó ra, mình phải cho đệ tử đánh. Hai. Rồi, hợp thể rồi. Lại có một thằng đây nữa này. Nó vừa mới ra lò anh em ạ. Chạy rồi. Ok anh em, thì mình đã xong thử thách và hiện tại là mình chờ không xong, mình không xong thử thách, mình đã gọi là thất bại đi. Vì mình đã sử dụng điện tử để bảo vệ tấn công. Nhưng không sao vì cái thử thách S1 này nó hơi chậm nên là đánh không được thoải mái lắm. Nên là hơi khó. Thì thử thách này mình đã không thành công và coi như là thất bại đi. Thì anh em là có thử thách nào yêu cầu ở phía dưới nhá. Ok anh em, nếu thấy anh em video hay để lại cho mình một like, một share và ấn cái chuông để thông báo video mới mình nhé. Ngoài ra lick.vn hiện tại đang bán giá ngọc là x8 và giá vàng là 3k2. Anh em truy cập ngay để tham khảo và mua cho mình nhé. Ok, bye bye, chúc anh em một ngày vui vẻ. Bye bye. Xem thêm thì ấn hai video này nha anh em. Nhớ subscribe nhá.